có một quả sầu riêng. Tôi có một con gà. Gà nướng sầu riêng. Chào anh. Rồi. Cô ơi, nóng chứ à? Chứng minh này để đổ nóng ạ. À, cho em hỏi xíu. Thì từ đâu mà anh sáng tạo ra món này ạ? Nó là gia truyền của gia của mẹ anh. Con gà mà để nướng thì có gì đặc biệt không ạ? Con gà nướng sầu riêng này phải gà ta đi bộ, thịt nó mới dai chắc. Hình như là nước sốt là sốt sầu riêng đúng không ạ? Nước sốt để pha sầu riêng mới ớt con gà này. Sầu riêng mà để làm nước sốt tròn thì có gì đặc biệt không ạ? Sầu riêng là phải rửa sầu riêng béo, thơm, vàng, đúng mùi. Mới chín mới ớt mới ngon con gà. Nó mới có mùi, cái vị của gà sầu riêng. Miếng than. Nhưng mà nếu mà là miếng điện thì có gì khác nhau không ạ? Miếng điện thì không ngon bằng miếng than. Miếng than nó sẽ vàng đều, nó rút từ từ hơn miếng điện, nó không hỗn tạp. Thì ngoài ra thì á, có bí quyết nào của quán này không ạ? Bí quyết gia truyền. À, cái này là bí mật ạ. Bí quyết gia truyền nha. Không chỉ được nha. Gà để làm món gà nướng sầu riêng phải là gà ta thả vườn thì mới dai và ngọt. Và để đạt được hương vị nồng nàn, ngọt béo thì sầu riêng phải là sầu riêng chín đều, vàng ươm, không bị súng sượng. Và điều đặc biệt là được pha với các loại gia vị theo một lượng nhất định không thừa, không thiếu để làm nên loại nước sốt thú vị. Mà món ăn này thì có thể ăn chung với cơm trái hoặc là xôi đậu xanh. Gà nướng sầu riêng của Trinh Chư đã sẵn sàng rồi. Bây giờ Trinh Chư sẽ thưởng thức nha. À không, cái này thì phải dùng tay mới ngon. Gà nướng xong rồi, thơm sầu riêng thì nhìn màu rất là vàng vàng nâu nâu bóng bóng. Thịt thơm ngon của sầu riêng và bị béo của con gà cực kỳ hấp dẫn luôn. Hai món ăn này thì tưởng chừng không duyên dáng gì với nhau, nhưng mà khi kết hợp lại thì tạo nên một món ăn hương vị rất là đặc biệt, rất là ngon đó. Gà nướng sầu riêng xứng danh là đặc sản của Bình Dương. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay.